2022 là một năm có 102 của thị trường crypto, cùng với sự suy thoái của nền kinh tế thế giới và sự đi xuống của nền tài chính kinh tế thế giới thì thị trường crypto cũng không nằm ngoài xu thế đó. Trong năm nay thì hẳn là các anh em crypto cũng đã chứng kiến nhiều cuộc ngã ngựa từ các cái tên lớn ở trong thị trường crypto, và sau đó chúng ta đã nhìn thấy những bộ mặt thật của các KOL, những người có ảnh hưởng ở trong ngành. Một khi thị trường suy giảm, công ty phá sản thì những KOL hay là thậm chí những tỷ phú cũng có thể trở thành những con người xa lạ. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng Irene đi điểm qua những gương mặt được gọi là thiên thần sa ngã của giới crypto trong năm 2022. Ok, hãy cùng bắt đầu video thôi. Đầu tiên đó chính là bộ đôi Shifu và Daniel Lee Setagali, đồng sáng lập của Wonderland, là nguyên nhân chính gây ra drama DeFi đầy tai tiếng mở màn cho năm 2022. Thì bộ đôi Shifu và Daniel Lee Setagali từ vai trò là những người builder đáng tôn trọng bỗng nhiên hóa thành tội đồ. Tuy nhiên, cộng đồng crypto thì vốn là nhanh quên, và với việc hoạt động chủ yếu ở trên Internet và hoạt động ẩn danh thì cặp đôi này chỉ ở ẩn một vài tháng, sau đó lại nhanh chóng quay trở lại ngành như chưa hề có cuộc chia ly. Hiện tại thì dường như một bộ phận cộng đồng đã quên mất danh tính thật của Shifu. Người này thì đã mở bán token Shifu thuộc dự án Shifu.vision và mở một cộng đồng ở trên Discord. Tuy nhiên là chúng ta không rõ dự án thực sự để làm gì. Trong khi đó thì Daniel Lee Setagali vừa tuyên bố comeback vào ngày 20 tháng 12 năm 2022 và xác nhận đang tập trung tái thiết cho Portico Finance. Tầm ảnh hưởng của Daniel Lee thì vẫn còn đó khi mà giá của ICE đã tăng gấp 4 lần nhờ hiệu ứng này. Với việc là cộng đồng đã quên đi những cái scandal trước đây thì trong năm tới, hai nhân vật này có lẽ sẽ tiếp tục sắm vai là DeFi Builder để tiếp tục đẩy sắm cho một vài dự án dựa trên một bộ phận fan trung thành sẵn có. Nhân vật thứ hai trong danh sách ngày hôm nay đó chính là bố già Andre Conje. Nếu như Shifu và Genoi chỉ gói gọn trong cộng đồng DeFi thì vụ việc bố già Andre Conje tuyên bố rời khỏi ngành DeFi cũng như là ngừng cống hiến cho hơn 25 dự án đã thực sự gây ra một cú sốc, một cơn địa chấn cho toàn bộ thị trường crypto. Bởi lẽ, nếu như đã trải qua mùa hè DeFi năm 2020 cũng như là đợt uptrend năm 2021 thì hẳn là các anh em crypto không còn xa lạ gì với cái tên DeFi Godfather Andre Conje. Từ một lập trình viên yêu thích tinh thần phi tập trung của crypto thì Andre đã đặt nét bút đầu tiên vẽ nên phân khúc DeFi như chúng ta chứng kiến ở thời điểm hiện tại. Thuở DeFi còn là một từ khóa hot hit ở trên thị trường thì bố già Andre Conje đã đặt nền móng xây dựng nên rất nhiều dự án nổi bật như là Jones Finance, Phantom hay là Multichain và rất nhiều dự án khác. Dễ hiểu là ở trong thời điểm đó, mỗi khi mà bố già Andre Conje tuyên bố một ý tưởng mới hay là bắt đầu một dự án mới hoặc là hợp tác với bất kỳ ai thì cộng đồng cũng trở nên cực kỳ FOMO trước những thông tin đó. Hành trình DeFi của bố già Andre Conje vẫn cực kỳ thuận buồm xuôi gió cho đến khi ông sáng lập ra dự án Solidly với mô hình V33. Nếu như anh em chưa biết về dự án hay là mô hình này thì anh em có thể xem thêm một số video mà Coin68TV đã làm nhé. Công bằng mà nói thì dự án Solidly cũng chỉ là một sản phẩm không thành công trong chuỗi những sản phẩm cực kỳ thành công khác của Andre Conje. Tuy nhiên có thể do là chịu quá nhiều áp lực cũng như là rất nhiều phát từ cộng đồng hay là đã quá mệt mỏi với những drama không đáng có từ cộng đồng DeFi, cho nên là Andre Conje đã tuyên bố rời khỏi lĩnh vực mãi mãi. Tin tức này thì gây chấn động đến nỗi là giá token của những dự án có liên quan đến Andre Conje thì lập tức là đâm mạnh, và nhiều người thì chỉ trích rằng sự ra đi đột ngột của bố già DeFi không khác gì ở Robin, khi mà họ cho rằng ông đã lừa đảo cộng đồng bởi vì đã có rất nhiều người tin tưởng vào dự án Solidly cũng như là mô hình V33 mà ông đã đặt ra. Tuy nhiên, drama này có vẻ là vẫn chưa kết thúc ở đây. Mãi mãi là bao xa? Đối với Andre thì có lẽ chỉ là 8 tháng. Từ đầu tháng 11 năm 2022 thì Andre thi thoảng lại xuất hiện ở trên Twitter, comment một vài dòng và viết một vài bài blog cũng như là lộ một vài hint là sẽ quay trở lại. Những hành động này của Andre Conje thì khiến đại bộ phận công chúng ngán ngẩm, tuy nhiên vẫn có một vài bộ phận fan trung thành của ông vẫn luôn chờ đón sự quay trở lại của bố già DeFi. Suy cho cùng thì Andre Conje vẫn là một nhân vật cộng cán trong thị trường DeFi cũng như là đã đặt nền móng lớn cho thị trường DeFi nói riêng cũng như là thị trường crypto nói chung. Nhân vật thứ ba là một nhân vật đã quá nổi tiếng, đó chính là nhà sáng lập của Terra, Luna và UST, Dogon. Quân cờ đầu tiên trong chuỗi gãy đổ domino năm 2022 đó chính là Luna UST. Cú sụp đổ của hệ sinh thái Luna UST khi đó thì đã tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo chí trên toàn thế giới. Anh em có thể xem lại tóm tắt sự việc qua một số video mà Coin68TV đã đăng tải, ví dụ như là video này hoặc là video này. Là đầu sỏ của sự việc thì Dogon từ một nhà sáng lập uy tín đã nhanh chóng trở thành tội đồ trong mắt cộng đồng crypto cũng như là giới chức Hàn Quốc và Interpol.
Dù tỏ ra khá là bình thản, Trương Việt cảm giác rối với chính quyền và liên tục xuất hiện trong nhiều cuộc phỏng vấn tuyên bố rằng bản thân không trốn chạy khỏi lệnh truy nã. Tuy nhiên, Đô Quân không hề hé nửa lời về vị trí mà mình đang sinh sống hiện tại. Theo nhiều nguồn tin trong tháng 10 tiết lộ thì ông đã rời khỏi Singapore và đang sang Dubai để tị nạn. Đến ngày 12 tháng 12 năm 2022 thì báo giới Hàn Quốc đưa tin rằng Đô Quân được cho là đang ở Serbia. Hàn Quốc thì yêu cầu chính quyền Serbia hợp tác để điều tra. Như vậy thì có thể thấy rằng, cho dù luôn khẳng định mình là một công dân tốt, thế nhưng Đô Quân sẽ không thể tránh khỏi vòng lao lý và sẽ luôn lăng mác là tội phạm đang trốn chạy. Và đây thì cũng sẽ là một vết nhơ cho sự nghiệp của nhà sáng lập Luna OST. Câu chuyện về Luna OST thì sẽ trở thành một case study kinh điển cho thị trường crypto. Trước đây có thể bạn không biết Luna là gì hay là Đô Quân là ai. Tuy nhiên sau chuỗi sự cố này thì tất cả mọi người sẽ luôn nhớ về Luna và Đô Quân như là một vết nhơ trong lịch sử của thị trường tiền mã hóa. Thứ tư là bộ đôi Yusu và Kyle Davis, đồng sáng lập của 3L Capital. Viên domino gãy đổ tiếp theo chính là quỹ đầu tư cực kỳ lớn 3L Capital hay là 3AC. Dưới sự chỉ đạo đầy mưu mẹo của Yusu và Kyle Davis thì 3AC không chỉ là một quỹ đầu tư làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản như bình thường mà còn là một tổ chức bị cáo buộc lừa đảo. Cho dù hai nhà sáng lập ở trên không ngừng tẩy trắng, tuy nhiên sự thật đó chính là 3AC đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sai mục đích, lạm dụng đòn bẩy quá cao dẫn đến thất thoát thanh khoản trầm trọng. Hình ảnh hào nhoáng mà Yusu và Kyle Davis xây dựng trên mạng xã hội cũng nhằm mục đích gây dựng niềm tin, nhằm thu hút thêm nhà đầu tư bỏ tiền vào quỹ. Dù vậy thì cho đến hiện nay vẫn chưa có một cáo buộc pháp lý cụ thể nào với hai nhà sáng lập kể trên. Bộ đôi thì vẫn đóng vai nạn nhân ở trên mạng xã hội và chỉ điểm FTX và Alameda Research đã triệt hạ công ty của mình và qua đó thì lợi dụng truyền thông và thời gian để che giấu đi những lỗi sai phạm trong việc quản lý 3AC. Nhân vật thứ 5 là Alex Maksinsky, CEO của Celsius. Bị ảnh hưởng từ cú sụp đổ Luna OST cũng như 3L Capital rơi đến khủng hoảng thanh khoản trầm trọng, ngay sau đó thì Celsius đã phải tuyên bố phá sản. Celsius thì cũng vướng vào nghi vấn sử dụng đòn bẩy cao, dùng tiền của người dùng trái mục đích. Celsius thì thậm chí còn trầm trọng hơn cả 3AC vì nạn nhân của Celsius đa số là người dùng cá nhân, nhỏ lẻ, tin tưởng gửi tiền tiết kiệm của mình vào nền tảng. Alex Maksinsky cho dù đã từ chức khỏi vị trí CEO của Celsius, tuy nhiên ông này thì vẫn vướng phải rất nhiều chỉ trích khi mà đã giao dịch không minh bạch tiền của người dùng và tiền của nhà đầu tư. Thứ 6 là Michael Saylor, CEO của MicroStrategy. Trái ngược với năm 2021 thì sang năm 2022, MicroStrategy lại trở thành trò cười của cộng đồng mạng khi lỡ đu đỉnh Bitcoin. Tệ hơn nữa thì việc đầu tư thua lỗ đã dẫn đến sự suy giảm của toàn bộ công ty khi mà MicroStrategy bán lỗ 918 triệu USD trong báo cáo tài chính quý 2 năm 2022, tỷ phú Michael Saylor đành ngậm ngùi từ chức giám đốc điều hành hay là CEO của MicroStrategy. Trả lời với truyền thông thì Michael Saylor giải thích rằng do không tách bạch giữa hai vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc điều hành CEO cho nên là ông đã từ chức vị trí CEO để tập trung hơn vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Tuy nhiên thì giới thạo tin trong làng crypto thì đều tin rằng do sự lãnh đạo yếu kém từ phía Michael dẫn đến sự thua lỗ của MicroStrategy cho nên là ông này đã bị áp lực từ dàn cổ đông dẫn đến là việc ông phải từ chức khỏi vị trí CEO của MicroStrategy. Nhân vật tiếp theo đó chính là Nayib Bukele, tổng thống của El Salvador. Trong số phận với MicroStrategy thì chúng ta có đất nước El Salvador cũng trong tình trạng đu đỉnh Bitcoin. Bị cộng đồng đùa cợt là quốc gia đu đỉnh, tổng thống Nayib Bukele, người khởi xướng cho ý tưởng chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, đã chịu áp lực nặng nề từ phía dư luận. Tuy không bị buộc từ chức như là Michael Saylor, thế nhưng tổng thống của El Salvador cũng dần mất đi sự uy tín trong mắt người dân cũng như là giới chức trên toàn thế giới. Và trong trường hợp tệ nhất, nếu như trong năm tới giá Bitcoin tiếp tục giảm sâu thì tổng thống Bukele sẽ phải đau đầu giải quyết vấn đề tài chính khó khăn của đất nước El Salvador. Hai nhân vật kế đến mà Irene muốn nhắc tới là đồng CEO của Alameda Research, Sam Trabuco và Caroline Ellison. Sam Trabuco là một trong những thành viên cộng cán đã đồng hành cùng Sam Bankman-Fried từ thuở đầu thành lập quỹ Alameda. Sau khi Sam Bankman-Fried tuyên bố tập trung phát triển cho FTX thì Alameda đã được chuyển giao cho hai đồng CEO là Sam Trabuco và Caroline Ellison. Thủa mà Alameda Research và FTX còn là cây đa cây đề trong giới crypto thì tầm ảnh hưởng của vị CEO Sam Trabuco là không thể bàn cãi. Do đó thì nhiều người không khỏi tỏ ra khó hiểu khi mà Sam Trabuco tuyên bố rời khỏi vị trí CEO của Alameda Research khi mà quỹ đầu tư này đang ở đỉnh cao danh tiếng. Nhiều người thì cho rằng ông bị buộc từ chức khỏi vị trí này khi mà Alameda Research đã gây ra rất nhiều thua lỗ trong thời gian trước đó. Cho đến nay thì chúng ta dường như đã thấy rằng Sam Trabuco đã kịp chạy trước vụ sụp đổ của FTX và Alameda Research, cho nên khác với Sam và Caroline thì Sam Trabuco sẽ không phải chịu những vấn đề pháp lý do đã từ chức trước khi vụ sụp đổ của FTX và Alameda Research.
Trong khi đó thì Caroline Ellison vẫn đồng hành cùng Alameda Research cho đến phút cuối, biết rõ những sai phạm trong mối quan hệ với FTX, thế nhưng vẫn cùng Sam Bankman-Fried thực hiện và giờ đang đối mặt với bản án 110 năm tù từ chính quyền Mỹ. Tuy nhiên là cánh tay phải của Sam Bankman-Fried cuối cùng thì cũng đã chịu nhận tội và đầu thú, cũng như là cam kết ở hợp tác điều tra để có thể nhận được sự khoan hồng từ phía chính phủ. Và cuối cùng là cái tên đã quá quen thuộc, Sam Bankman-Fried, cựu sáng lập của FTX và Alameda Research. Chốt hạ trong năm 2022 thì chúng ta có vụ sụp đổ của FTX và Alameda Research, và Sam Bankman-Fried từ người hùng của giới crypto thì giờ đây đã trở thành kẻ tội đồ đáng bị chỉ trích nhất. Và dù số phận của FTX thì đã đi đến hồi chung kết với bản án là phá sản, thế nhưng bản án dành cho Sam Bankman-Fried thì vẫn còn để ngỏ. Sam Bankman-Fried thì đang đối mặt với 3 cáo trạng riêng biệt với rất nhiều tội danh từ Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ CFTC. Trong đó thì có 2 tội danh từ phía SEC, 2 tội danh từ phía CFTC và đặc biệt nhất là 8 tội danh từ phía Bộ Tư pháp, bao gồm những tội danh cực kỳ quan trọng như là tội danh âm mưu rửa tiền hay là tội danh lừa đảo nước Mỹ và ở gian lận trong việc quyên góp tiền chính trị. Đến sáng ngày 13 tháng 12 thì Sam Bankman-Fried đã bị chính quyền Bahamas bắt giữ và sau đó thì được dẫn độ về Mỹ. Vừa rồi thì Irene đã cùng anh em điểm qua những gương mặt nổi bật trong những vụ sập thế kỷ của giới crypto trong năm 2022. Anh em đánh giá sao về những thiên thần sa ngã này cũng như là hành trình của họ trong năm vừa qua? Hãy cùng comment cảm nhận của mình ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên like, share và subscribe cho Coi68TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!